Xin chào anh em nha. Rồi hôm nay Hoàng đang có mặt tại cửa hàng xe gắn máy Bảo Long anh em, nằm trên địa chỉ ở 183 Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9 nha anh em. Cửa hàng đây thì Hoàng có thấy mấy chiếc Rim Thái với Phiêu 1 giá mềm không anh em, giá rẻ không ạ? Có số điện thoại của anh Long trên cửa hàng luôn nha, đây 0903 868 035 nha của anh Long. Rồi Hoàng đi vô bên trong, Hoàng sẽ quay cho anh chị em mình tham khảo ha. Rồi phía bên ngoài này có chiếc mô tô này, để chút quay sau để Hoàng quay sơ qua cho anh chị em mình xem ha. Đây có chiếc Phiêu 1 và quay này giống như quay GS mà đời Detroit nha. Rồi Hoàng sẽ đi vô cái sau coi biển số ha anh em, và hỏi giá cho anh em mình tham khảo luôn ha. Rồi. Chiếc Phiêu 1 này thì biển số ở Sài Gòn luôn, 53 nha, còn 4 số anh em. Đó. Xe này thì Hoàng xem sơ qua thì nói chung là xe dọn mới hết nha. Thì chiếc Phiêu 1 này nãy nói nhiêu anh? 16 triệu. Chiếc Phiêu 1 giá 16 triệu thôi anh em. Nói chung là dọn zin hết. Xe dọn nhưng mà dọn zin. Còn đẹp. Đây bên phần lốc nồi vô anh em. Này là kêu bằng màu xanh bích, xanh ngọc bích. Rồi đây có mấy chiếc Tega nữa. Và Rim Thái. Rim Thái nãy nó cũng 16 triệu luôn không anh? Rim Thái cũng 16 triệu luôn. Để chút xíu Hoàng quay kỹ hơn ha. Giờ có chiếc quay Detroit nè. Này đời 2.8 nha anh em. Đó đời 2.8. Thì hôm rồi cũng có số anh em nhờ Hoàng kiếm cái dòng để Hoàng quay kỹ hơn xíu cho anh em mình tham khảo ha. Đây là bên phần lốc nồi nha. Nước sơn vẫn là nước sơn zin hết nha. Xe này thì km đi được 11.000 cây anh em. Để Hoàng test cái máy thử cho anh em nghe luôn ha. Đậu lâu quá gành tay nó hơi yếu tắt vào nè. Gan ti nổ thì thầm nha. Đây bánh mâm sao nè. Xe này đẹp á. Nói chung là thấy còn cứng nha, cứng xe không? Nồi nghe cũng còn zin nha anh em. Rồi vẫn còn quyến trạ dòng nồi zin nha. Để Hoàng quay trên phần đầu máy cho anh em xem kỹ hơn ha. Đây trên phần đầu máy nắng quá chói nè, nên thông cảm nè. Rồi anh em nào có nhu cầu muốn mua thì mình liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng ha. Rồi để Hoàng sẽ quay cái chiếc Rim Thái cho anh em, 16 triệu nè. Nó xe này đẹp long lanh nha, full mới toàn bộ hết nha anh em. Chứ để thôi xe nói sao à, Hoàng không nói à. Xe này anh em mà chỉ việc mua về đổ xăng là Vivu bay thôi. Lướt cái trên đường thôi chứ không cần làm gì đâu. Hoàng xem sơ qua thấy đẹp lắm á. Khỏi chê đi. Không, xe sáng trưng luôn. Biển số cũng ở Sài Gòn nha. Giá chỉ 16 triệu đồng thôi. Đây phần xe bên bô nè. Đây bên lốc nồi anh em thấy không? Chung là xe này khỏi chê vô đâu hết. Rồi đây có mấy chiếc Jupiter nè. Super. Hatchiker nè. Thì chiếc Hatchiker này giờ giá nhiều ha. Hatchiker 150 nè. Đây là 28 triệu. 28 triệu à? Hatchiker 150 là 28 triệu thôi nha anh em. Này đời 2015 nha. Bánh mâm đồ là zin theo xe hết nha nè. Để Hoàng xem xe này đi nhiều chưa ha. Xe này đi được 27.000 cây nè.
27.000 cây. Chung là dàn áo bên ngoài ít có dài xước nha, còn thấy đẹp anh em, giá cũng hợp lý, có hai mấy triệu thôi là có ít xe 150 mình đi chơi rồi. Đây trên phần đầu đèn ha, này có gắn tay thắng kiểu ha, rất thích boy rồi. Rồi đây có chiếc mô tô nãy không biết hỏi giá nhiêu đây, cái này chắc thì beo vậy. Cái chiếc này kêu bằng gì cơ? Ghi beo hả? À, ghi beo 125, biển số Sài Gòn. Như là chiếc này giờ giá nhiêu hả anh? 50 triệu. Đây, để Hoàng quay lướt qua ha. Ghi beo 125, giá 50 triệu. Xe này hai máy nha anh em, mình thấy hai bô hai máy thôi. Này, cái này một máy mà hai bô ra coi. Tao thấy có bình xăng à? Một máy quá, gọi là một máy 125 một máy. Cái đời nào mà nó hai bình xăng là nó hai máy không? À, 250 mới hai máy. Nói chung là dòng ô tô thì Hoàng không gành lắm nha anh em thông cảm ha. Rồi vậy thôi á anh em, thì Hoàng chủ yếu hỏi sơ qua mấy chiếc Vu 1 nè, Ghim Thái nè, với chiếc Ghim Choi nè, giống như đời GS nhưng mà cái tem nó khác, cho anh em mình tham khảo ha. Anh em nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp với chủ cửa hàng nha. Rồi cuối video Hoàng xin chúc toàn thể anh em mình luôn luôn dồi dào sức khỏe ha. Hẹn anh chị em mình ở video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.